Cựu vô địch quyền Anh David, ăn chay giúp tôi khỏe hơn. Chuẩn bị cho trận đấu với Tony Bellew, ngoài chuẩn bị tập luyện và lên kế hoạch chiến thuật, còn rất quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng. Cách đây 5 năm, nhà cựu vô địch quyền Anh hạng vẫn tin tưởng rằng mình sẽ chấm dứt nghiệp thi đấu sau khi chấn thương ở tuổi 31. Thế nhưng, vào năm 2016, đã lại xỏ găng, trở lại võ đài. Hạc knock out liên tiếp những gương mặt như Mark Zemori và Arnold Zerga. Điều gì đã khiến nhà cựu vô địch quyền Anh tìm lại niềm tin trên sàn đấu? Đã từng có những thời điểm mà tôi nghĩ nghiệp quyền Anh đã chính thức chấm dứt, chia sẻ. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi bước vào con đường quyền Anh chuyên nghiệp. Cả ngày tôi nằm lì trên giường, không làm gì cả, chỉ xem Netflix giết thời gian. Sau một khoảng thời gian vật lộn với chấn thương, cũng như mất đi niềm vui thích khi tập luyện, nhà cựu vô địch quyền Anh mới quyết định làm mới mình bằng cách thực hiện những thay đổi lớn về trị liệu tâm lý, việc tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Trong đó, việc thay đổi hoàn toàn chế độ dinh dưỡng sang ăn chay trường của là quyết định khiến dư luận hoang mang nhất. Do ảnh hưởng của quan niệm dinh dưỡng cũ rằng chất đạm chỉ có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, việc một người có nhu cầu lượng đạm và năng lượng rất lớn như một võ sĩ lại lựa chọn chế độ ăn chay. Loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm có nguồn gốc động vật nghe khá kỳ khôi. Nhưng David Haye không lo lắng việc mình sẽ thiếu đạm trong khẩu phần thức ăn. Thay vì sử dụng thịt bò, cá và que y, một sản phẩm protein từ váng sữa, lựa chọn nguồn đạm gồm đậu hạt, diêm mạch, quinoa và gạo lứt. Dinh dưỡng là điều quan trọng nhất trong khi tập luyện, lý giải sự lựa chọn của mình. Bây giờ có quá nhiều thực phẩm nguồn gốc động vật đã trải qua biến đổi gen, khiến chúng không còn tốt và dễ tiêu hóa cho cơ thể như xưa nữa. Chuyển sang chế độ ăn chay đem lại rất nhiều lợi ích, khiến tôi cảm thấy khỏe mạnh và dẻo dai hơn nhiều. Tôi cảm thấy dễ dàng hơn trong những dịp cắt cân. Không chỉ vậy, những bệnh lặt vặt ngoài da như bị eczema, bị gầu, vân vân cũng không cánh mà bay. Knockout Mark Zemori. Cùng ý kiến với nhà cựu vô địch quyền Anh, Gary Turner, cựu võ sĩ kickboxing người Anh với 13 chiếc đai vô địch quốc tế, nay đã trở thành một huấn luyện viên tiếng tăm, cũng cho rằng ăn chay là có lợi. Một chế độ ăn chay góp phần nâng lên rõ ràng các chỉ số sức khỏe của võ sĩ. Quan trọng hơn, ăn chay có tác dụng lâu dài đến cả sau khi võ sĩ đã nghỉ hưu. Khi quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ của võ sĩ sau khi nghỉ hưu, ta thấy loại bỏ nguồn protein động vật giúp làm giảm nguy cơ bị viêm nhiễm và các nguy cơ tim mạch. Gary Turner cho biết, về hàm lượng đạm, các nghiên cứu khoa học thể thao cho rằng các vận động viên cần sử dụng sức mạnh sẽ cần 1,3 gram protein trên mỗi kg khối lượng cơ thể. Lượng đạm lớn nhất mà cơ thể nên hấp thu là 2,8 gram protein trên mỗi kg khối lượng cơ thể. Turner phân tích trường hợp của cho rằng hạt và rau đậu đã là một nguồn cung cấp protein thực vật rất lớn. Kết luận, thế nên sẽ không thiếu protein. Và với một chế độ tập luyện tốt, tôi tin điều đó bởi tôi quen các huấn luyện viên của cậu ấy sẽ ở trạng thái đỉnh cao cho trận đấu sắp tới. Ngày 4 tháng 3, sẽ đối mặt với võ sĩ đồng hương Tony Bellew tại O2 Arena, London, Anh. Không có sự hiện diện của bất cứ chiếc đai vô địch nào, nhưng đây vẫn sẽ là một trận đấu hết sức quan trọng cho David. Anh cần một chiến thắng để có lợi thế khi thách đấu người thắng cuộc trong trận Mega Fight giữa nhà tân vô địch Anthony Joshua và cựu vương từng thống trị hãng Heavyweight Vladimir Klitschko trong tháng 4 năm 2017. Nguồn web thể thao. Ha ha ha, 问什么的说